Đây là chị Nguyễn Thị Thu Hiền trú tại huyện Kiến Sương, Thái Bình, người đã may mắn trúng giải đặc biệt của chương trình khuyến mãi. Lộc vàng phú quý xe sang như ý là một xe ô tô Honda CR-V 1.5e trị giá 1,2 tỷ đồng do Vietinbank tổ chức. Ngồi làm thủ tục để nhận giải thưởng của mình, chị Hiền vẫn không thể tin được đó là sự thật. Lần đầu tiên mà khi nhận nghe tin mình trúng thưởng thì thực sự là rất vui và không tin là mình là người trúng thưởng, bởi vì mình gửi một số tiền rất là ít trong ngân hàng. Mình lại là người may mắn trong rất nhiều người đã nhận được giải thưởng này. Nên là đến bây giờ khi nhận được giải thưởng là vẫn còn run và vẫn giờ mới thực sự là tin là mình đã là người trúng thưởng. Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên chị Hiền gửi tiền tiết kiệm tại Vietinbank. Với chị, một nữ công nhân may, có lẽ món quà mà ngân hàng cho tặng là quá lớn. Chị Hiền chia sẻ, thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại là người may mắn đến như vậy. Vì phần thưởng lớn như thế này, hiếm khi nào được trao đến tay khách hàng là một người bình thường như chị. Nhưng không phải, tất cả những gì mà chị đang chứng kiến và trải nghiệm, đó hoàn toàn là sự thật. Sự là hôm nay là rất là vui, không nghĩ mình là người may mắn được nhận giải thưởng của Vietinbank như thế này. Đây là cũng là lần đầu tiên tôi gửi ở ngân hàng và cũng là rất may mắn cho mình trong số bao nhiêu khách hàng, và đây là lần đầu tiên nhận được giải thưởng lớn như này. Rất cảm ơn Vietinbank. Phía sau nụ cười rạng rỡ của chị Hiền, đó cũng là niềm vui chung của toàn thể cán bộ nhân viên của Vietinbank Thái Bình khi chi nhánh được đại diện cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam trao món quà ý nghĩa này đến cho khách hàng. Được triển khai từ ngày 25 tháng 1 năm 2018 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018, Lộc vàng phú quý xe sang như ý là chương trình khuyến mại lớn với tổng trị giá giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng. Với mục đích hướng đến khách hàng, trong những năm qua, Vietinbank liên tục tổ chức các chương trình khuyến mãi với các giải thưởng có giá trị hấp dẫn và đã có nhiều khách hàng may mắn trúng thưởng. Chị Đỗ Thị Bích Thủy, trưởng phòng bán lẻ Vietinbank Thái Bình cho biết. Kết thúc chương trình Lộc vàng phú quý xe sang như ý thì là chi nhánh Thái Bình đã rất là may mắn được một khách hàng trúng giải đặc biệt là một chiếc xe CR-V trị giá 1,2 tỷ đồng. Thì tiếp nối với cái chương trình khuyến mại kết thúc vào kỳ 20 tháng 4 2018 thì chúng ta lại có một cái chương trình mới là tận hưởng dịch vụ du lịch bốn phương. Thì với cái chương trình đối tiếp này cũng rất là mong muốn là chi nhánh Thái Bình sẽ đạt được số lượng giải thưởng may mắn như lần trước. Kết thúc buổi trao thưởng, nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của chị Hiền. Toàn thể nhân viên Vietinbank chi nhánh Thái Bình đều hy vọng rằng trong tương lai sẽ còn được nhìn thấy nhiều niềm vui như này hơn nữa. Đó như là một cách tri ân những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Vietinbank trong thời gian qua, góp phần nâng giá trị cuộc sống của khách hàng khi đặt niềm tin vào Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.